Good morning Vietnam. Hey mọi người, hay quá, mọi người tập trung ở đây. À, hay là hôm nay nhân dịp anh Hút đã trở thành người tốt thật sự rồi, chúng ta hãy tổ chức một buổi tiệc đi nha. À, được đó Barbie, ý kiến hay đó. Ha, mình cảm động quá các bạn ơi, các bạn thật là tốt với mình đó. Mình hứa từ nay về sau mình sẽ không còn ác tâm đó nữa. Hai, bây giờ mình đã trở thành người tốt rồi. Rồi bây giờ em sẽ kêu người làm mang thức ăn ra nha. Raquel ơi, Raquel hãy mang thức ăn ra đi. Rồi rồi, mình sẽ mang thức ăn ra liền đây. Các bạn ơi, hay, cuối cùng bây giờ mình cũng đã trở thành người làm trở lại của Barbie rồi. Trời ơi, xấu hổ quá. Hay, bây giờ mình đã nghèo trở lại rồi, trở thành một người ở đợ như thế này. Anh Spider-Man đã có Elsa rồi. Trời ơi, Elsa nhìn xinh đẹp vô cùng, còn mình thì xấu xí. Thôi thì mình đành làm bổn phận của một người hầu đi. Hai Barbie ơi, đây là dâu của các bạn đây. Rồi được rồi Raquel, bạn để lên bàn đi. Rồi, đây là bánh của các bạn nữa đây, bánh Oreo. Chúc các bạn ngon miệng nha. À, cảm ơn Raquel nha. Rồi, còn nữa các bạn ơi, đây là thạch rau câu của các bạn đây. Trời ơi các bạn ơi, làm người làm thật là vất vả quá đi, làm đủ thứ hết. Thôi bây giờ mình phải đi vào trong đây. Trời ơi các bạn ơi, mặt mày của mình xấu xí quá đi. Thôi mình vẫn còn bị đau vì bị cây trong rừng nó quẹt đó, cho nên bị thẹo như thế này đây. Thôi mình đi vô thôi. Và cuối cùng Master Hook đã trở thành người tốt và trở thành bạn thân của Spider-Man, Superman, Ken và tất cả các bạn khác nữa. Chúc mừng Master Hook! Các bạn ơi, cái mùi dâu này rất là ngon đó. Đã lâu rồi mình sống ở trong rừng, không có cơ hội ăn uống những cái thứ tốt như thế này. Cảm ơn bạn như Ken, cảm ơn Barbie. À Hút ơi, không có gì đâu, vì bạn là bạn của tụi mình mà. À cảm ơn Ken nha, mình sẽ ở nhà bạn một thời gian để giúp đỡ bạn. Nếu bạn cần mình khiêng cái gì đó nặng thì để mình khiêng cho, mình sẽ phụ bạn nha. Ok, Hút, cảm ơn bạn. Barbie ơi, mình đến thăm bạn đây. Wow, Iren, hay quá. Sẵn hôm nay tụi mình có tiệc đây. Bạn hãy đến bàn này ngồi ăn chung luôn nha. Ủa, Raquel, bạn làm ở đây hả? Bạn đã trở thành người làm của Barbie rồi hả? À, đúng rồi. Barbie rất là tốt với mình. Cô ấy đã tha lỗi cho mình rồi và nhận mình ở nhà của cô ấy là một thời gian đó. Ôi trời ơi Raquel, cái mặt của bạn sao bị trầy xước dữ vậy? Hai, xin lỗi bạn nha, ở trong rừng mình đã đánh bạn. À không có gì đâu, đó là lỗi của mình mà. Thôi, bạn hãy vào nghỉ ngơi đi nha. Ừ được, cảm ơn bạn. Chào Elsa, bạn cũng có mặt ở đây nữa hả? Ừ, bây giờ mình đã trở thành bạn gái của anh Spider-Man rồi, cho nên anh Spider-Man đi đâu thì cũng có mặt mình ở đó hết. À vậy hả, chúc mừng bạn nha. À đúng rồi các bạn ơi, sẵn tiện đây mình sẽ giới thiệu Hook với Aaron luôn. Hay, cặp đôi này cũng rất là xứng đôi đó. Các bạn nghĩ như thế nào? Anh Hook ơi, anh Hook lại đây em giới thiệu nào. Aaron, đây là anh Hook đó. Đây là một siêu anh hùng đó. Tuy bên ngoài anh ấy xanh lè xấu xí như vậy, nhưng mà bên trong rất là tốt bụng. Và anh ấy đã trở thành người tốt 100% rồi. Cho nên nếu bạn lấy anh ấy thì sẽ rất tốt cho bạn. À, mình không biết nữa. À, nhưng mà Barbie, anh ấy nhìn xấu quá à. À, bên ngoài mà đâu có sao đâu. À, vậy hả, thôi để mình suy nghĩ. À, để mình hỏi ý kiến của các bạn xem sao. Hai các bạn ơi, các bạn thấy Master Hook có phù hợp với mình hay không? À, Barbie nói là anh ấy đã trở thành người tốt rồi. À, thôi thì mình đồng ý đại đi nha. À, vậy hay quá, Adrian. À, anh cảm ơn Barbie nha, Barbie rất là tốt. Còn hạnh phúc nào bằng hơn các bạn ơi, mình vui quá. Vừa trở thành người tốt,
vừa được giới thiệu bạn gái. Hi, Iren. Iren, em rất xinh đẹp. À, cảm ơn anh nha. Thôi, bây giờ chúng ta hãy ngồi xuống ăn tiệc đi. À, hôm nay là một ngày vui nhất đời anh đó. À, vậy hả? Rồi các bạn hãy tặng cho video này một cú like và giới thiệu cho các bạn khác cùng xem nha. Rồi bây giờ chị Bi Đỡ mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.